Hóa ra là người quen à? Ai vậy anh? À, người yêu cũ của anh mà. Nhà cô ta nghèo kiết xác, không ngờ sau 3 năm gặp lại vẫn phải đi nhặt rác để kiếm sống. Hai người có chuyện gì không? Nếu không ấy thì đi chỗ khác đi. Tôi bận lắm, tôi còn rất nhiều việc. Này, nhặt rác thôi mà cũng vội á? Sợ đến muộn công nhân môi trường người ta thu hết rồi hay sao? Hay là để tôi cho cô ít rác nhá, coi như là giúp đỡ cô ngày hôm nay, không phải mò từng bãi rác để bới. Không ngờ gu của anh lại là loại con gái như vậy. Thì sao? Còn hơn cái loại nghèo kiết xác như cô. Nếu như không phải 3 năm trước tôi kịp thời chia tay cô thì chắc là bây giờ tôi đang phụ cô đi nhặt rác đấy. Này, nhặt lấy đi. Đi bán chắc được mấy đồng đấy. Cô làm cái gì vậy? Cô không biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình à? Cái này bán được mấy đồng đấy. Cô không biết cúi đầu để cảm ơn người đã cho cô mấy đồng bạc lẻ hay sao? Chai này cũng là cô vứt đi rồi mà. Hơn nữa lại còn là vứt rác bừa bãi. Tôi cũng chỉ là người gom lại thôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi đi nhặt rác ấy, tôi lại phải tìm chủ nhân của rác để cảm ơn à? Cô làm gì thế à? Này, cô có sao không? Cô không sao. Cái gì thế này? Lại thêm một thằng rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng à? Hai người xả rác bừa bãi như vậy, có tin tôi báo lên công an phường giải quyết không? Anh báo đi, cô ta đẩy tôi cơ mà. Tôi không bỏ qua chuyện này đâu đấy nhá. Tất cả những hành động của hai người đã được camera nhà dân ghi lại rồi. Chưa kể nhá, hai người là còn cậy mạnh bắt làm cô gái yếu ớt. Được rồi, để tôi gọi công an ra đây xem họ giải quyết hai người thế nào nhá. Anh! Kết độ, mình đi thôi. Này, đừng để tao gặp lại mày biết chưa. Mày chết với tao đấy. Tay cô bị thương rồi này, thế mà còn bảo không sao à? Thôi, cô ngồi đây nghỉ một lát đi, để tao buộc lại đồ cho cô. Không sao đâu, cũng là vết thương nhỏ thôi mà, tôi vẫn tự làm được. Thế cô định để nó nhiễm trùng hay sao? Con gái bị thương, còn để lại sẹo nữa đấy. Thôi, cô ngồi nghỉ đi, tôi làm cho. Xong rồi đấy. Anh buộc đồ cho tôi chắc là cũng mệt rồi. Mời anh ly cà phê này, coi như là cảm ơn anh vì những chuyện hôm nay nhá. Thôi được rồi, tôi nhận ly cà phê này và lời cảm ơn của cô. Nhưng mà để tôi gửi tiền nhé. Cô làm việc vất vả như vậy rồi mà còn phải mua một ly nước đắt tiền cho tôi thế này nữa. Không đâu, tiền với tôi có thể là khó kiếm được, nhưng những đồng tiền mà do tôi làm ra tiêu vì những người tốt bụng như anh cũng là xứng đáng mà. Chuyện hôm nay cho tôi cảm ơn anh một lần nữa nhá. Còn bây giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh. Chết rồi, mình còn chưa kịp xin số cô ấy nữa. Toàn ơi là Toàn, tại sao mày có thể quên chuyện quan trọng như thế được chứ? Châu ơi, em có nhà không Châu? Chị Dương, chân của em sao rồi? Đã đỡ chưa? Ngồi xuống đây. Không phải khách sáo đâu, chị em mình có xa lạ gì nữa. Đây là tiền mà chị bán giúp em chỗ đồ kia. Còn sữa với cả hoa quả ấy thì chị mua cho mẹ con em tẩm bổ nhá. Chị Dương, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị, em không biết phải làm thế nào nữa. À, còn đây nữa là tiền chị cho. Không, chị cất đi, em không dám nhận đâu. Lúc em bị ngã, chị đã giúp em chở đồ đi bán rồi. Bây giờ còn nhận tiền của chị nữa, em ngại lắm. Tiền này là chị cho cháu, chứ không phải là cho em. Chị coi em như là em gái của chị, coi con của em cũng như cháu của chị. Không giúp em ấy thì chị giúp ai chứ? Em cảm ơn chị đúng là người tốt.
Vậy mà anh Đức, anh trai em lại làm việc có lỗi với chị. Nào thôi, chúng ta không nhắc đến chuyện cũ nữa. Em không liên quan gì đến người ngoài cả. À, Châu này, công ty của chị đang thiếu một vị trí tạp vụ nữa. Khi nào em khỏi chân ý, thì đến công ty của chị làm nhá. Có công việc ổn định, còn lo cho con cái nữa. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Khi nào khỏi chân, nhất định em sẽ đến ạ. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Bây giờ chị đi về đây. Chị Dương, thay mặt anh trai em, cho em xin lỗi chị ạ. Thôi nào, chuyện gì ra chuyện đó. Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Thôi, bây giờ chị về đây. Em không cần tiễn chị đâu. Đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhá. Thôi chị ạ, không cần đâu. Em còn phải bán nốt hàng, xong rồi còn phải đón con nữa ạ. Không được, chân của em đang sưng lên rồi kia kìa. Chỗ này ấy, để chị bán nốt cho, cháu cũng để chị đón. Bây giờ em cứ đi viện kiểm tra đi cho yên tâm nhá. Thôi, như thế sao được ạ? Chị cứ đón cháu giúp em được rồi. Còn chỗ này cứ để em bán ạ. Chỗ này em bán cũng sắp xong rồi, cứ để chị bán nốt cho. Em cứ đi chụp chiếu đi cho yên tâm nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Xe Mai này, hôm nay đồng nát hết rồi hay sao mà không thấy đi bán nữa? Mà đi bán đồng nát cũng phải ăn mặc sang trọng thế này á. Nói cho cô biết, cô khoác lên người cái gì đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi số đồng nát đâu. Cô cũng rảnh quá nhở. Vốn dĩ hôm nay tôi có chuyện vui, sẽ không tiếp chuyện với những người có nhân phẩm kém như cô. Nhưng mà cô cố tình gây sự với tôi ý, thì tôi cũng nói cho cô biết, chỉ có những người kém tự tin thì mới kiếm chuyện với người khác thôi. Tôi không rảnh ý, để tiếp chuyện với cô. Cô làm như cô tốt đẹp lắm ấy nhở. Nếu không thì ngày xưa anh Đức đã không bỏ cô để quen tôi rồi. Anh ta à? Nếu cô thích ý, thì tôi nhường đấy. Cô giữ cho chắc vào, đừng có buông, không là khổ người khác. Cô còn hôm nay ý, ai đến trước thì xếp hàng trước. Cô mau ra sau đi, đừng có ồn ào nữa. Chị ơi, chị vui lòng xuống đằng sau xếp hàng giùm em được không? Chị thông cảm, hôm nay quán em hơi đông khách. Cô ta bán đồng nát thì lấy tư cách gì mà đứng ở đây chứ? Biết đâu cô ta không có tiền trả cho các người đâu. À không sao, chị Dương là khách quen của sếp em. Sếp em có dặn là nếu mà chị Dương tới thì không cần thanh toán. Chị vui lòng xuống đằng sau xếp hàng giúp em mà. Nhưng mà chị đâu có quen sếp của các em. Hôm trước cô đã mời tôi cà phê rồi. Hôm nay để tôi mời lại cô nhé. Anh là chủ quán cà phê này à? Đúng vậy, tôi là chủ quán này. Mà cô tìm được việc rồi sao? Tôi làm việc ở gần đây. Vậy thì cô có thể cho tôi xin số cô được không? Coi như là mình có duyên với nhau vậy. Rồi thỉnh thoảng cô có thể qua đây uống cà phê. Được rồi, tôi sẽ thường xuyên qua ủng hộ quán của anh. Này, để chị giúp cho. Chân em chưa hết đau mà. Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm? Làm sao mà như thế được? Việc của em mà, em nhận lương rồi, làm sao mà để cho sếp làm thay được chứ? Cứ như này, cuối tháng em không dám nhận lương đâu. Chưa đến giờ làm việc mà, không có sếp với cả nhân viên gì ở đây cả. Chỉ có bạn bè thôi. Em vào trong kia dọn phòng đi, ở đây chị lau cho nhá. Hết nhặt rác lại đến làm tạp vụ à? Rót cho công nước đi. Ui dồi,
Bẩn rồi này, lau đi, lau. Anh quá đáng vừa thôi, rõ ràng là anh vừa để chân lên đây. Ơ kìa, từ bao giờ mà lau công lại lem bem lắm mồm thế nhở? Bảo cô lau thì cô lau đi. Cô! Sao? Anh dám đánh à? Anh giỏi anh đánh đi. Tôi nói cho anh biết, ở trong này có camera, anh thử hành động xem. Không khéo ấy, anh bị chửi phỏng vấn đấy. Mời anh Phan Văn Toàn. Được rồi, bây giờ anh hãy giới thiệu qua về bản thân đi. Anh rất phù hợp với tiêu chí của công ty chúng tôi. Được rồi, bây giờ mời anh ra ngoài đợi chờ kết quả nhé. Mời người tiếp theo. Dạ, sao lại là cô? Chủ tịch đâu? Là anh à? Anh không đủ tư cách và nhân phẩm để làm việc ở công ty chúng tôi. Mời anh ra ngoài. Thư ký, mời người khác đi. Không thể nào. Cô chỉ là một đứa tạp vụ thôi, mấy hôm trước còn đi nhặt rác nữa. Sao? Chủ tịch ý, thì không được rót nước, lau bàn à? Là sao? Chẳng phải 3 năm trước nhà cô đã vỡ nợ rồi à? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã rất cố gắng thì mới có được vị trí như ngày hôm nay. Anh đang làm tốn thời gian của tôi đấy. Mau ra ngoài chờ kết quả đi. Người tiếp theo. Chia tay đi, tôi hết yêu cô rồi. Anh Đức, sao lại như vậy? Em đã làm gì sai sao? Anh có thể nói ra, em sẽ sửa mà. Cô có bị điên không đấy? Nhà cô thì vỡ nợ, phá sản. Tôi yêu cô để tự dưng gánh thêm khoản nợ to đùng từ trên trời rơi xuống à? Tôi đâu có ngu, mà tôi cũng có người yêu mới rồi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Kết quả buổi phỏng vấn đã có. Chúc mừng anh Phan Văn Toàn là người phù hợp để được chọn vào vị trí trưởng phòng. Cái gì chứ? Như vậy là không công bằng. Tại sao anh ta được chọn mà không phải là tôi? Có phải cô vẫn để bụng chuyện 3 năm trước tôi đã chia tay với cô đúng không? Được, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi mong là anh sẽ tôn trọng chúng tôi. Tôi rất tiếc là anh đã không được chọn. Nhưng mà năng lực của anh thực sự không phù hợp với những gì mà công ty đề ra. Anh Đức, em thực sự rất xấu hổ khi phải là em gái của anh. Anh có biết là nếu mà không có chị Dương thì em và con trai em đã chết đói rồi không? Chị Dương đường đường là một chủ tịch, vậy mà chị ấy không ngần ngại đi nhặt ve chai giúp em, rồi còn mang đi bán giúp em khi bị bông gân nữa. Anh nghĩ đi, nếu mà chị ấy còn hận anh thì chị ấy có phải nhọc lòng với em như vậy không? Lần đó cách đây không lâu đúng không? Anh xin lỗi vì đã mải đua đòi ăn chơi, không quan tâm đến em và người thân trong suốt thời gian vừa qua. Dương, anh xin lỗi. Xin hãy cho anh một cơ hội. Anh Đức này, chuyện không hay ngày xưa ấy, tôi thật sự đã bỏ qua từ rất lâu rồi. Tôi giúp đỡ Châu bởi vì Châu thực sự không liên quan gì đến anh cả. Nhưng mà tôi nghĩ cùng trong một gia đình ấy, thì đừng sống với nhau không bằng người Dương như vậy. Còn nữa này, nếu như anh muốn có một công việc tử tế thì hãy có một thái độ tử tế. Bỏ cái thái độ khinh thường người khác đi. Em giỏi thật đấy. Vì cái kia khó tính hơn cả mẹ chồng, vậy mà gặp em vẫn bị em làm cho phục sát đất. Anh gặp nhiều rồi cũng sẽ quen thôi. Anh dừng xe lại giúp tôi. Sao thế? Em muốn dừng xe à?
từ lần sau ấy, cô hãy tìm việc làm đi. Tôi đã biết hết chuyện của cô và Đức rồi. Dù sao thì cô vẫn còn sức lao động, còn đủ chân đủ tay, còn là thanh niên nữa. Công không đồng chỉ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, người già và trẻ em. Cô đừng dành miếng ăn với họ. Tôi không hiểu cô nói gì cả. Cô nhầm người rồi. Sợi dây chuyền này là một phần quà mà anh muốn tặng cho em. Em là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng mà tài giỏi nhất mà anh từng biết. Từ bây giờ em không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa, mà hãy để cho anh để chăm sóc em, được không? Em đồng ý. Mà Dương này, thực ra có một bí mật này anh muốn nói cho em biết, nhưng mà em phải hứa với anh là em tha thứ cho anh thì anh mới dám nói đấy. Anh ngốc à? Trẻ con hay sao mà còn chơi cái trò này, còn bày đặt bí mật nữa. Thôi được rồi, nhưng mà còn phải xem đấy là chuyện gì thì em mới có thể trả lời là có tha thứ được cho anh hay không nhá. Thực ra bố của anh là chủ của FVM, và thời gian vừa rồi bố anh vừa chuyển quyền cho anh. Nhưng mà lúc đó thì cũng là thời điểm mà anh gặp em, cho nên anh mới không nói gì cả và xin vào phỏng vấn công ty em để làm trưởng phòng. Dương, anh xin lỗi mà anh không dám nói ra, bởi vì anh sợ mình sẽ không thể tiếp cận được với em và mình không thể như thế này được. Em đùa anh đấy. Thôi được rồi, em tha thứ cho anh, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy. Nhưng mà em muốn tự hoàn thiện bản thân mình, không muốn dựa dẫm vào anh. Em thấy mình phải cố gắng rất nhiều hơn nữa thì mới xứng đáng đứng cạnh anh. Vậy nên anh hãy đồng hành cùng em nhé. Được rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, làm chỗ dựa cho em mỗi khi em cần. Và khi gặp bất kỳ khó khăn gì thì anh và em sẽ cùng nhau vượt qua, được không? Còn bây giờ thì mình đi ăn nhé, anh đói lắm rồi.